Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình của dự án One Central Hồ Chí Minh và dự án Lancaster cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm rõ những thông tin mới nhất về tình hình của các dự án này. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là toàn cảnh về dự án One Central Hồ Chí Minh tọa lạc tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án One Central Hồ Chí Minh là một trong những dự án có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khi nằm đối diện với chợ Bến Thành và nằm giữa bốn mặt tiền đường khu tứ giác Bến Thành gồm đường Phạm Ngũ Lão, đường Phó Đức Chính, đường Lê Thị Hồng Gấm và đường Camet. Dự án One Central Hồ Chí Minh thì được xây dựng trên diện tích 8.600m2. Dự án gồm có hai tòa tháp có chiều cao là 46 tầng và 57 tầng. Trong đó thì Sài Gòn Rory làm chủ đầu tư của dự án. Gần nhất là tập đoàn Masterjoy làm đơn vị phát triển dự án, còn Newtekcon làm tổng thầu thi công. Tòa tháp 57 tầng thì sẽ bao gồm văn phòng cho thuê, khách sạn, còn tòa tháp 47 tầng sẽ bao gồm các căn hộ và dịch vụ cung cấp bởi khách sạn thông qua phần khối đế và tầng hầm. Có thể thấy thì dự án này đã lận đận hơn chục năm qua. Trên màn hình các bạn có thể thấy thì phía bên trong của dự án, nhà thầu đã tháo toàn bộ vật tư cũng như là trang thiết bị và máy móc để thi công dự án này ra khỏi công trình. Hiện tại thì phía bên trên phần khối tháp đã được tháo toàn bộ hệ thống cốt sắt trước đó đang thi công dang dở và đã bị hoen dỉ. Hiện thì toàn bộ sắt thép đã được sơn bảo quản. Có thể thì dự án này sẽ tạm dừng thi công rất là lâu. Dự án One Central Hồ Chí Minh ban đầu thì có tên gọi là The Spirit of Saigon do Bitexco làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 500 triệu đô. Dự án được xây dựng tầng hầm trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2013, sau đó tạm dừng thi công và sau một thời gian thì đã được thi công lại và hoàn thiện phần khối đế rồi lại tạm dừng thi công. Đến tận năm 2021 khi về tay tập đoàn Masterjoy Home thì dự án Spirit of Saigon mới được đổi tên thành One Central Hồ Chí Minh. Sau đó không lâu thì đến tháng 8 năm 2022, nhà thầu Newtekcon cùng với chủ đầu tư mới là tập đoàn Vivaland đã chính thức nhảy vào siêu dự án này. Nhưng chưa được bao lâu thì dự án lại tạm dừng thi công tới nay. Ngoài dự án One Central Hồ Chí Minh thì công ty Vivaland cũng đã hồi sinh dự án chết hàng chục năm là Sài Gòn One Tower. Tuy nhiên thì sau đó dự án cũng đã tạm dừng thi công tới nay. Được biết thì công ty Vivaland chính là công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong bối cảnh chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị bắt, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa thì hai dự án này mới được hồi sinh trở lại. Trải qua hơn chục năm xây dựng thì dự án One Central Hồ Chí Minh vẫn là đống bê tông ngổn ngang nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đặc biệt là dự án này còn nằm đối diện với chợ Bến Thành là khu du lịch nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì dự án còn nằm gần với nhà ga Bến Thành thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Chuối Tiên. Trong tương lai thì khi tuyến Metro số 1 đưa vào hoạt động thì dự án One Central Hồ Chí Minh sẽ làm xấu đi bộ mặt đô thị tại trung tâm quận 1. Các bạn có thể thấy thì dự án đã nằm trơ khung, làm xấu đi bộ mặt đô thị tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng trong tương lai thì dự án này sẽ được hồi sinh trở lại, sớm hoàn thiện để góp phần làm thay đổi cảnh quan đô thị tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên đẹp hơn. Mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn khi có thông tin mới nhất về dự án One Central Hồ Chí Minh. Ở nội dung tiếp theo của video thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án Lancaster cho tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là toàn cảnh về dự án Lancaster tọa lạc tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Lancaster là khu phức hợp thương mại dịch vụ văn phòng, căn hộ cao cấp do tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư. Dự án này sở hữu vị trí vàng hiếm hoi tại trung tâm quận 1 thuộc phường Nguyễn Cư Chinh, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô của dự án này thì được xây dựng trên lô đất có diện tích 8.491m2. Dự án này được xây dựng gồm có 3 tòa tháp có chiều cao 37 tầng, bao gồm 5 tầng khối đế thương mại và 4 tầng hầm. Hiện tại thì dự án đã cất nóc 1 tòa tháp, còn 2 tòa tháp thì chuẩn bị được cất nóc. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì tiến độ xây dựng của dự án này cũng rất là nhanh. Trong tương lai thì khi dự án này hoàn thành, tại trung tâm quận 1 sẽ có thêm một dự án cao tầng nằm tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy cùng xem những hình ảnh về tiến độ thi công thực tế của dự án này nhìn từ trên cao và những hình ảnh về trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh rất là đẹp và thơ mộng.
video cập nhật về tình hình của dự án One Central Hồ Chí Minh và tiến độ xây dựng dự án Lancaster của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.